6 tuổi được ghi danh vào kỷ lục Guinness ca nương trẻ tuổi nhất Việt Nam, trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả trong game show truyền hình Người Hùng Tí Hon, Biệt Tài Tí Hon, Gương Mặt Thân Quen Nhí, giọng ca Việt Nhí. Thế nhưng sự ra đi mãi mãi của tài năng nhí Đặng Tú Thanh khi mới 15 tuổi làm niềm tiếc thương cho gia đình và công chúng yêu nhạc. Và có lẽ lời vĩnh biệt cuối của mẹ ca nương nhí Tú Thanh, hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Xuất hiện trước công chúng với sự tự tin đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng ít ai biết được 3 năm nay, cô bé Đặng Tú Thanh cùng với chị gái đã phải tự lập vì bố mẹ đi làm ăn xa ở bên Úc. Tại bàn đón tiếp của tang lễ, em Đỗ Huyền 18 tuổi ở cùng nhà để tu tập với ca nương kể. Em và Tú Thanh được mẹ nuôi nhận đỡ đầu, sống cùng nhau 3 năm nay. Chị em yêu thương nhau như ruột thịt. Nay em ấy mất, bọn em đau đớn vô cùng. Bố mẹ Tú Thanh đang trên đường về Việt Nam, không kịp để đưa tiễn em ra đài hóa thân. Chắc cô chú đau đớn lắm. Trên trang cá nhân, mẹ ca nương Tú Thanh nghẹn ngào, nói lời tiễn biệt con gái từ xa. Ngủ ngoan nhé, em bé của mẹ, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, hào quang của Phật đón con ngay đầu ngõ. Có lẽ, nhìn đám mây ngũ sắc trong lúc tiễn con gái, người mẹ ở phương xa cũng cảm thấy an ủi và vơi đi phần nào nỗi đau mất con. Trên trang cá nhân, chị Thanh Huế, mẹ Tú Thanh, thay mặt gia đình, nói lời cảm tạ. Con gái của con là Đặng Tú Thanh, pháp danh Diệu Ngọc. Con đã tạm biệt cõi xa bà để đến nơi an lạc. Trong 2 ngày vừa qua, vợ chồng chúng con không về kịp để lo tang lễ cho cháu. Nhưng con gái yêu quý đã được sự yêu thương của quý thầy, quý ban ngành, quý ông bà cô bác, anh chị em nội ngoại hai bên, bà con lối xóm cùng quý Phật tử gần xa đã thương nhớ và trợ duyên để con được về cảnh giới thanh tịnh hơn. Nay công việc đã chu toàn, gia đình con có bao nhiêu lời cảm ơn cũng không nói hết được tình yêu mà gia đình lớn dành cho con. Con chỉ biết xin tri ân và niệm ân. Cách đây không lâu, do thay đổi công việc nên bố mẹ của Tú Thanh đã quyết định đi xuất khẩu lao động. Hai con gái ở nhà đang tuổi ăn tuổi lớn, bố mẹ Tú Thanh đều phải gửi gắm hết cho ông bà nội ngoại, hàng xóm láng giềng. Từ hôm biết tin con gái qua đời, thương tâm do tai nạn giao thông, bố mẹ của cô bé đau đớn khôn cùng. Tuy nhiên do nhiều lý do khách quan mà bố mẹ của Tú Thanh không thể bay về nước ngay để lo tang lễ cho con mình. Bố mẹ ca nương nhí đau lòng vì không thể nhìn mặt con lần cuối. Lễ tang của Tú Thanh do người thân trong gia đình lo liệu. Vòng hoa trắng, di ảnh ngây thơ, đám mây ngũ sắc là những hình ảnh trong tang lễ ca nương Tú Thanh khiến cư dân mạng không khỏi tiếc thương. Đau lòng nhất là việc bố mẹ của Tú Thanh đang bận việc ở Úc nên không kịp về Việt Nam tiễn biệt con gái. Lời nhắn xót xa của mẹ ca nương, ngủ ngoan nhé em bé của mẹ, càng làm cho bạn bè người thân quặn lòng trước sự ra đi đột ngột của em. Trong khi đó, chị gái của Tú Thanh hiện vẫn đang được cấp cứu ở bệnh viện do chấn thương nặng. Cô vẫn chưa hề biết chuyện em gái mình đã qua đời. Hiện, gia đình đang cắt cử người túc trực và chăm sóc chị gái của Tú Thanh ở bệnh viện tại Hà Nội. Các thành viên trong gia đình giấu kín thông tin Tú Thanh qua đời để tránh chị gái bị sốc. Tú Thanh sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, không có nền tảng âm nhạc. Em vẫn bộc lộ năng khiếu và dành tình yêu cho dòng nhạc dân tộc. Theo lời kể của bà Hoàng Thị Ngọ, bà nội của Tú Thanh, cháu gái thể hiện niềm đam mê âm nhạc từ khi lên 3, đặc biệt là các sản phẩm mang hơi hướng dân gian. Được biết gia đình Tú Thanh theo đạo Phật, lúc sinh thời cô bé cũng thường xuyên đi sinh hoạt, đóng góp lời ca trong các ngôi chùa. Chính vì vậy tang lễ được tổ chức theo các nghi lễ của Phật giáo, các vị ni sư tụng kinh mong cho Tú Thanh an nghỉ. Còn chị Hường, mẹ nuôi của Tú Thanh cho biết họ hàng và người thân đều sốc nặng khi nghe hung tin. Bản thân chị cũng buồn bã day dứt vì cô con gái nuôi xinh xắn ngoan ngoãn chỉ chăm sóc bấy lâu nay không còn nữa. Theo chia sẻ của chị Hường, bố mẹ ruột của ca nương Tú Thanh đi làm ăn xa ở nước ngoài. 3 năm qua họ gửi gắm con gái cho chị nuôi dưỡng trông coi. Chị luôn đau đáu vì trông con bạn trách nhiệm rất nặng nề. Những người thân trong gia đình cùng hàng xóm láng giềng bạn bè đã đứng ra lo tang lễ cho cô bé. Đám tang của cô bé không kèn trống, không vòng hoa, chỉ có tiếng niệm Phật. Lúc sinh thời, cô bé được yêu mến nhờ tính cách hòa đồng, hay cười. Tú Thanh có ước mơ trở thành giáo viên dạy ngữ văn. Vậy là ước mơ này cũng chưa kịp thực hiện, con đã phải đi thật xa và nói lời vĩnh biệt. Chị Bùi Thị Huế, mẹ Tú Thanh, từng cho biết con gái thích hát từ khi còn học mẫu giáo. Tú Thanh thường xem video trên mạng rồi học thuộc các bài hát rất nhanh. Tham gia cuộc thi Người Hùng Tí Hon năm 2016, Tú Thanh nổi lên như một hiện tượng khi có thể hát thuần thục các dòng nhạc dân gian Việt Nam như hát sẩm, ca trù, chèo. Cùng năm đó, Tú Thanh được tổ chức kỷ lục Việt Nam trao tặng danh hiệu nghệ sĩ hát nhạc cổ truyền dân tộc Việt Nam nhỏ tuổi nhất.